Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối kết hợp cùng Công an huyện Duy Xuyên bất thần độc kích quán karaoke Lusuri thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, để kiểm tra. Tại đây, lực lượng tính năng phát hiện 43 người đang nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc ở những phòng hát. Thấy cảnh sát, nhiều nam nữ tìm tháo chạy nhưng bất thành công an phát hiện nhiều gói bộ quy tê cô lo và viên nén màu hồng được dứt dương giải xuống nền phòng hát, trên bàn còn có tương đối nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh, lực lượng tính năng phát hiện có 34 nam, nữ dương tính với ma túy đang vận động trong những phòng hát. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Karaike Lusuri không xuất trình được giấy phép vận động. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan khảo sát đã xử phạt hành chính so với chủ cơ sở Karaike Lusuri và những người dương tính ma túy. Vụ việc đang được Công an huyện